tượng mà số 1, dạ, thích tóc ngắn. Giống hình hồ. Giống hiền hồ, dạ, tại thích hiền hồ. Tại sao Diệp Hương tóc ngắn không thích? Diệp Hương là tóc ngắn. Trời ơi, bởi vậy, vậy phải là mai liền cho con Kiệt chứ. Dạ, đây là top bookie của Hàn hả? Em nghe nói có một cái anh có dòng máu lai Hàn đúng không ạ? Dạ. Không biết anh có biết làm top bookie không ạ? Top bookie thì anh không biết làm, nhưng mà anh biết làm kim bap và làm bibimbap. Em rất là thích ăn món Hàn, món nào cũng được miễn là đi ăn cùng anh. Món nào cũng được miễn là đi ăn cùng anh. Nó nghe nè, Chan Chi nó tấn công quá, em có số 4 mà. Ôi, em ơi, biết nó ăn Việt Nam không em? Dạ biết ạ. Rồi vô, biết nào luôn. Vô, bún mắm đâu đây. Tại vì anh nghĩ là anh ở ngoài tiệm nó nhiều, anh sẽ nghe em. Cho nên là để về đi rồi anh nấu cho em ăn. Xíu vậy em nhỏ hả? Dạ đúng rồi ạ. Cho chị coi đi. Trời ơi, cưng quá. Dạ lúc này là em hình như là 14 tháng ạ. Nếu mà cô gái này tương lai là vợ của em thì đẻ đứa con có khi nó cũng giống vậy. Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà sao đâu, hưởng được cái gen của em thì sẽ khác nữa. Em chê người ta xấu hả? Không, em nó khác nữa, chứ em không nói là chê xấu. Dạ, mấy anh ơi, không biết là mấy anh có thích nuôi mèo hay là nuôi thú cưng như nào không ạ? Anh thích nuôi mèo em. Còn anh thì không thích nuôi thú lắm em. Anh, vậy... nếu mà nuôi em thì được thôi. Nếu mà nuôi em thì được thôi. Ai chia tay mà không buồn đúng không? Đâu có, phải có người vui chứ. Không có ai vui đâu. Anh Trương Thiếu Vinh là trái tim thép nên em mới vui đó. Chuyện không vui lớn nhất đối với em là năm cấp 3. Bạn thân của em từ nhỏ tới lớn giật bạn trai của em vào cái đoạn mà em chuẩn bị thi đại học luôn. Có gì nhiều, thường gái đơn giản lắm. Áp chụp hình đẹp rồi là được rồi, vui rồi. À, có ba áp thôi thua em. À, có ba áp thôi thua em. Trời đất ơi. Tần số tình yêu mùa 2, 21 giờ 35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.